chào các anh chị và các bạn nha. Bữa nay thì em với lại Út với mùa 7 đi cắt tóc. Đừng Tết mà phải cắt định cho nó gọn gọn nó đẹp. Với lại tóc máy cũng dài quá chừng. Hết miếng tóc máy. Dài phủ mắt. Mùa 7 hết cái đuôi thôi mà bạn. Cắt hết tóc Nhật luôn hả? Con nói gì? Còn con tên gì? Kim Ngân. Kim Ngân hả? Học lớp mấy rồi? Con không muốn nói đi học. Học lớp mấy? Con vô 4 tuổi. Giỏi quá vậy. Con cho em. Ừ. Hết hồn. Mà phải hết có nhiêu 3 xăng à? 3 xăng là được rồi. Cái đuôi nó hơi trái trái phải không chị? Tóc chị cũng vậy nè, cái máy chị nó về thòn cái nè. Rồi lát Nhật hết tóc luôn. Kim Ngân. Kim Ngân. Kim mua chụp hồi cơ. Hả? Kim mua chụp hồi cơ. Hả? Kim mua chim nhỏ cơ. Vậy hả? Chim nhỏ về họ có cái trà mới á. Vậy hả? Không. Trà mới là mẹ mua. Thích quá vậy? Thích quá vậy? Sướng quá vậy? Con đi học cô dạy cái gì nè? Cô dạy gì? Cô dạy múa không? Cô dạy múa. Cô có dạy hát không? Khoái quay nè. Khoái quay phim nè. Chụp hình em. Ừ. Chụp hình phải không? Chút xíu chụp nha. Dễ thương quá à. Ở đây nè em ơi. Hồi đó em ghé, hồi đó em có duỗi tóc một lần, em ghé đây em duỗi giùm hớt nè. Mà em thích hớt của chị lắm. Hớt chọn chị lắm. Hồi đó Dung ghé đây mà 7 mà Dung kêu chị hớt như kêu hớt nhiêu đây là chị hớt đúng nhiêu đây. Chứ chị không có hớt lố hơn. Còn qua tiệm lại chỗ khác là kêu hớt nửa gan là hớt gan á. Rồi mà Dung lại thích, Dung lại tiết tóc á. Dạ. Cái máy dài, dài dài không? Ừ. Của em. Ừ. Không đi ra nghe chưa? Tóc sao khỏi ấy, tóc sao cứ ủ vừa là được rồi. Nay mà làm mình hớt tóc đẹp đẹp đừng Tết đi chơi chứ. Tuốt lại. Chứ bình thường thấy bần quá. Tóc em hả chị? Em buộc suốt rồi em sẽ duỗi em sợ bị cong á. Bị không ngay cái chỗ buộc á. Cái chớ ngang đó mình gọi đầu là thẳng băng nó lại vô cụ. Vậy hả? Là về tóc duỗi là nó được cái mình nhiều khi mình bới mình làm gì cũng có bị như vậy đó. Ừ. Nó bị là bị lúc đó nhưng mà mình duỗi nó dừng lại thành lại rồi.
này ngang ngang bầu hả chị? Dạ. Ngang ngang luôn, nó không đẹp bằng ngang bầu. Quẩy về nhuộm nhuộm màu á. Nhuộm màu dưới đuôi không phải? Vậy nó mới tẻ. Ủa không cần uống đâu. Vậy hả? Chứ không phải đây hả? Vậy hả? Nhanh quá, hồi bảy nhanh quá. Giờ tới Nhật lên lên. Ủa tới Úc hả? Úc lên hết. Nó còn đang làm chơi gì vậy? Rồi con này sạch đét rồi, con gì ngồi được, bị xì hơi rồi không bơm vậy nè. Chà chúc cô xì. Xì vậy? Chúc giờ chưa bơm xì. Bơm giờ rồi nó lại hơi lên ngồi được hả? Trẻ ra được hả? À nó có 500 phải không? Có trẻ không được, có giờ bị hư giải hết trơn rồi. Vậy hả? Có giờ giải rồi. Tới bắp bẻ ra được không trời? Cái gì cũng bẻ ra được á. À miếng dán chứ không phải 500. Này này chua cay nè. Cà chua phải không? Rồi đó là gì? Nó là gì? Nó là gì con biết không? Bông cải. Hả mà phải? Bông cải. Cái bắp rồi, bẻ cái bắp rồi. Bẻ cái bắp ra. Bẻ ra. Bẻ. Cắt. Nó cắt nó mới chịu, bẻ nó không chịu. Rồi chẻ cà chua ra luôn. Có tháo từ đàng hoàng mà. Nó chẻ nó dao mà đi dao qua các mặt đi gãy dao rồi. Trời ơi. Dễ là tảo quá ta. Trời ơi. Quá. Hay rồi. Quá. Giờ làm xong bao rau quả rồi giờ làm gì để ăn đây? Xíu. Còn em thì cầm mình sửa chứ không chổng luôn. Rồi đẹp vậy Út. Đẹp hơn nãy rồi Út. Ủa? Nhanh vậy? Cậu đi ra. Tới Nhật lên hết nè. Sợ mẹ cưng em hả? Hỏi thăm cô không cho. Dạ thôi đại đại luôn em. Thôi dính tùm lum đó làm sao? Dính áo làm sao? Bị cái màu đen thù lụi ảnh như nó đang chịu. Đừng quên. Đừng có tóc cái Nhật nha. Đẹp nha. Cái tóc gì kì? Tại cái gì? Bị có chút mà. Sao kì vậy? Sao bữa giờ thì tiền hết không mà nghe mà quay hết cho hết cái. Ấm xíu cho bánh là kẹo. Kẹo. Hả? Hết chút xíu vậy hả? Em lấy bắp gì vậy? Giỏi nha con. Rồi, ngồi im nha. Ngoan ghê hả? Sao nhìn giống giống gái với bà. Ủa sao mặt nó bị gì nổi tùm lum mà Út? Con chơi với con nè. Đừng. Kêu này. Dạ, mà. 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 Dạ
Bông này bông hồng, bông hồng leo mà bự ghê luôn nè. Hả? Bữa nay hồi bữa hổm con Út nó phái coi bông hồng dữ lắm, cho nên là bữa nay mình sẽ dẫn con Út nhưng mà bảy đi coi cái vườn bông hồng này. Út nó mê dữ lắm. Ừ, đây nè, nguyên cái trái tim nè. Đây là nguyên một cái hình vòng cung trái tim á, nhưng mà nó chưa bò không, mới bò được phân nửa trái tim à. Đi vô tông, đi vô tông còn nhiều lắm. Đi Nhật ơi, bữa hổm mà bạn chị dẫn chị đi lại chỗ này coi bông hồng nè. Hả? Màu đó là màu, màu gọi là màu gì, giống giống màu áo của Út. Ừ, hồng nhung luôn. Hả? Đâu phải hồng nhung đầm đẳng đó. Hồng nhung đó, hồng nhung đó, hồng nhung màu đậm đó. Hồng nhung. Màu vàng. Bông màu hồng màu hường cũng đẹp nè, màu da người cũng đẹp, màu vàng cũng đẹp nè. Vậy hả? Hồng 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 nhập không hả cưng? Hả? Như cái chậu này là khoảng nhiêu? Tùy, này nếu giống này có thể 1,5 triệu. Vậy hả? Cái này là chắc chủ chắc mê bông hồng lắm hay sao ạ? Dạ đúng rồi. 2,000 mấy gốc á. 2,000 mấy gốc đó hả? Thái Lan nhập về hết. Vậy hả? Còn bên kia là cổ Hải Phòng mà nó ghép với bông hồng nhung của Pháp. À. Bên đó dàn dàn hồng leo. À, tại vì chị thấy bông hồng leo thường là có nhiều cánh nhỏ nhỏ mà sao cái này của Đà Lạt Stress đồ. Còn này là của Pháp Thái Lan. Cái bên đây là của Pháp. À, bông bự ghê luôn á. Leo mà bông bự nữa. Bông màu vàng này nè Út. Hửi thử coi, thơm dữ lắm, thơm. Cái gốc nó bự ghê luôn. Này chắc còn lâu dữ lắm cho nên những cái gốc của chảm này đang dài cái tôi cắt nó ta. Ha. Dạ. Cắt chứ không cắt nó hợp dược con trời sao như bên đó vậy? Cái nào người ta để cao thì người ta không cắt cho bờ quá. Hửi thử. Thơm dữ lắm. Thiệt. Miễn sao đừng bứt được rồi, hửi muốn nấu ai vậy? Ôi. Ê, cái bên đó nè nó giống như cái bông nó làm như một bông mà nhiều bông vậy. Nè cái này nè Út. Cái này nè, giống như nhiều bông không? Ừ, thơm. Ghép nè. Ừ. Này dạ, cái nhiều cánh nhỏ nhỏ đó là thơm không vậy? Đi Nhật, đi. Đi Nhật ơi. Nhật ơi. Đi con. Chắc
bông, chắc bông nó hết nắng rồi vậy. Ở trên này có cái vàng nè. À, kéo lại. Màu bảy, màu bảy. Cái này không thơm mà cái màu hồng. Dạ, cái màu hồng cánh cánh nhỏ nhỏ hồi nãy thơm. Hồng hơi vàng, không có cộng này mà hồng như mình không phải mình. Màu bảy. Dung coi rồi, ở đây là bông nó không bằng ở bên Nhật. Dung đi coi, bông nó bự bằng như vậy nè. Nè, cái màu này thơm nè. Dạ. Màu này thơm cũng khác cái mùi hồi nãy hai ta xịt. Không, 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 tự nhiên nó vậy á. Ủa, cái chậu nữa bự. Bán hết á. Bán hết á, thích thì mua, cây rẻ nhất là. Sao cái bông hồng này nó ngộ nè. Qua khói đụng vô đây. Nó đâm tao không chết nữa, nó qua đẹp qua có gai. Qua đẹp qua có gai. Này không thơm bằng cái màu vàng vàng hồi nãy. Cái bông này ngộ quá luôn á. Nó đâm tay đâm không chết luôn á. Ờ đúng rồi, cái bông hồng này ngộ nè. Có bông nhỏ ha. Dạ, nó có mấy cánh à. Ừ, nó có nhiều gai đâm đau dữ lắm. Có mấy cánh à. Hơi vô Út. Ở trong này còn nhiều lắm. Ừ. Là có biết tên nữa nè. Dạ. Nó tiếng Anh gì đâu. Cái loại của nó, thằng Nhật đâu. Đâu Nhật thôi. Đây bán nè. Nhật đâu. Mê bông bỏ con luôn rồi. Không biết đó. Ở kìa. Nó kìa. Chú gắt đi rồi. Rồi. Này phải ra đường chắc người ta dắt đi mất luôn quá. Dạ. Cái dầu thơm. Ôi có con kẹt, con kẹt. Ba cẩn. Nhớ. Có cột. Dạ, ăn két. Có xích. Có xích cái chân nó lại nè. Ôi nó bắt tay mình nè. Ủa đâu? Ôi. Ôi ơi. Nó chứ cho mượn cái thôi. Bắt tay. Ôi ơi. Bà bảy buông bà bảy cho bắt tay. Ồ, bắt cái tay luôn. Ơi, cưng quá à. Không ghê luôn. Mà chừng nó mổ con ấy nhớ. Nhật à. Mổ con đó. Lấy cho em đi trà đào. Xin tố không vậy? Vậy xin tố xong rồi chơi. Coi
coi dạ, đẹp lắm. Ôi ôi, trời dám đập mấy chim. Ừ, con đá nó chi vậy con? Nó hổ thích ta nha bỏ. Trời ơi. Đá đi đi coi đá vô. Đá con mẹ con rồi chết luôn. Con quá chục tiểu á, tại vì hồi đó thầy là có mấy chục hình để thấy mà hồi đó bên Nhật người ta mấy người Nhật đó người ta có nói cá tôi là không có cái chữ tôi đó là tiếng Nhật là nó tên đó tên tiếng Nhật là cá tôi, còn tên Việt Nam là cá chép. Không biết cá chép gì, cá chép Nhật. Cái gì? Chụp cân tấm hình hả? Chụp tấm hình với cây dừa hả? Trời gì cái nha. Chị như đồ ấm con luôn không? Cái này là cái trái dừa điếc nè. Nó ra được cái này nè. Có đồ giỡn đâu. Cái này đâu lớn nữa. Để vậy thôi. Rồi chụp nha. Hả? Cái kè lấy luôn cho kè. Ừ. Ôi ôi nó đẹp luôn. Ôi. Cái kem này nó đẹp dữ lắm. Mai nụ không mà bảy ơi. Nụ nó khủng khiếp á. Hả? Này năm thứ nữa nó nãy rồi. Vô con ơi. 2000 mấy gốc mà bảy, mấy ngàn mấy cái này nè. Nở lâu dữ lắm nó mới tàn hết. Bông hồng đó các bạn. Nó nhiều vậy nè. Ở trong đây thì có mấy bàn à. Ở đây có mấy bàn à. Không nhiều. Dạ, giữ lắm tiền. Bộ ghế chiếm hết à. Cái tay phải đục ra quá, nó cần giảm. Dạ. Cái này phải giảm. Cái bộ ghế này bỏ vô cái chiếm hết một cái phòng cả 4 khoảng 20 mét vuông. 30 mét vuông. Ai biết nữa rồi. Ai biết, sao kinh ai biết. Cảm thấy mà bảy thật là nhỏ bé. Mà bảy thật là nhỏ bé. Nguyễn Thiếu. Ủa,
Ủa nãy Dung kêu gì ta? À nhớ rồi nhớ rồi. Uống rồi 17. Rồi uống ơi. Bầu trần kỹ này đẹp quá. Uống rồi Út. Uống rồi cho Nhật uống đi. Thấy cái hổ của Dung mắc cười quá. Cái hổ của Dung đâu thua gì cái ly đó đâu mà. Cái hổ nó nhiều lắm á. Đâu giờ đi uống quán nó cho cái hổ vậy. Đâu cái ly Dung uống mặn hổ. Nãy giờ không thấy hả? Nãy giờ không thấy. Hỏi kinh khủng không phải hả? Bự. Bắt tay nó đi. Kêu nó, kêu nó. Kêu sao? Kêu nó bắt tay. Ôi, chim đủ màu luôn. Nó bắt tay. Bắt tay là quen vậy. Đụng cái miệng nó kìa. Đó, 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 đó. Trời, nó đụng cái miệng nó giơ tay lên làm miệng kìa. Đó. Ơi lông cánh đuôi đã. Giống con bồ câu. Giống như bà cát. Ừ. Trong phim Tiểu Long Nhân vừa vậy. Ờ. Bà cát kêu bầu xanh. Ừ đúng rồi. Bà cát kêu bầu xanh. Mặt cũng bự như bà cát này. Dạ. Cái ổ ăn hổ muốn dương. Ăn hổ muốn dương ăn bơm. Ừ. Ăn sung sướng không ha. Trên đây có con chim đủ màu quá. Ừ. Con cá rồi, con cá rồi. Không chịu uống hả? Hồi nãy đi mà nó ôm mình sữa uống ngập đường thấy hương thiệt luôn. Đi con cá kìa, cứu mấy kìa. Ngon mà bảy. Cá cao. Nãy Dung mình Dung nói ôi đâu kiếm mất cha đâu. Đâu kiếm cà phê đâu giải quyết cà phê. Con có lùm nước mát dữ lắm đi. Con có nước mát dữ lắm. Dạ. Không có cây nữa. Dạ. Lùm cây nó mát lắm. Tới nhà mình có cái là lùm đó là ngon biết mấy. Mà cái đó cái đó mắc tiền á, 300.000 mét vuông. Dạ, 300.000 mét vuông. Cái đó cái đó 4 triệu á. Cái đó 4 triệu mà vậy. Dùng bữa Dung có nghe người ta nói vậy á. Chưa. Ủa chưa thấy. Út ơi, con này là con gì nè Út? Biết là con chim rồi nhưng mà con chim gì chị không biết nè. Con này là con gì, con nhộng hả? Nhộng nhộng gì nè. Đó, nó kêu kìa cưng ghê không, giống chim cu con quá vậy ha. Con này phải chim cu con mà bảy. Con trong là con già đó. Ừ đúng rồi, cu á.
Nè nó vậy là con chim cu con này mới đẻ nè, mới nở nè. Cái con thông cũng con luôn mà nó chưa bự. Dạ, hai con. Cái con thông con đó đó. Ủa vậy hả? Con bự hả? Con bự cũng con luôn. Rồi nó hả họng rồi ăn rồi. Ừ. Ở rồi ăn rồi đông đông đói nè. Rồi đưa ba vô gì nó hả miệng nè. Phải chơi con má thiệt. Ha. Không lại gần coi. Nó họng. Gần. Đói á. Tưng ghê hả? Con này con dưới đây mà vậy. Con này con. Ô, con này nó mỏi mình. Con này nó hả không có đời ăn, còn con này nó mỏi mình. Con này con két. Két nhỏ, két non. Ừ. Két còn nhỏ chưa bự. Bên thì nó bự, nó bằng mấy cái mãi vậy. Dạ. Giờ người ta đang dọn ghế, bàn ghế, giờ sắp có khách rồi đó. Dạ, giấc tối ta vô uống nhiều lắm. Không phải. Hình cái gì? Cái hình này bưng cái bình nước nè, thiếu nữ bưng cái bình nước nè. Người nước ngoài. Mũi phá rồi. Coi đủ chưa vậy? Coi nãy giờ coi đã chưa? Coi đã. Vui quá. Coi đã không? Chưa đã. Vậy đi nữa hả? Vậy coi nữa. Nãy giờ mở mới quay rồi tiếng nó giống nó đi. Không phải là ngắm hoa không đã. Chứ ngắm gì? Chứ gì mà chưa đã. Chứ ngắm gì? Không ngắm gì nữa. Đợi con chú. Thôi giờ mình ngắm chút xíu nữa, mình với con Út ngắm chút xíu nữa rồi tụi mình sẽ về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.